Sao mà nay em mà anh đi cà phê vậy? Em thích anh đúng không? Ý là anh không bất ngờ lắm, tại vì gái này gặp anh một lần thích anh hết trơn á. Anh tưởng em chảnh lắm chứ. Mình đi quán khác được không anh? Sao vậy? Mà em thấy cái quán nó không đủ sang trọng với anh hả? Dạ không, em tính mời anh ly nước súc miệng á, miệng ăn hơi thúi. Mà quán này không có. Mình đi quán khác ha. Em ơi, em chỉ muốn nói rõ với anh á là em không thích anh, đừng có tự đề cao mình quá ha. Chẳng qua là cô có cái mặt đẹp, cô khoan, cô không đẹp lắm nên tôi mới để ý thôi. Bộ cô nghĩ cô ngon lắm hả? Tôi không có thời gian đôi co với anh đâu. Nói xong rồi tôi đi về đây. Em xin lỗi. Em có sao không vậy? Em xin lỗi chị nhiều. Em có sao không? Dạ em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị nhiều. Thôi em đứng đây đi, để chị đi lấy khăn giấy lau cho em nha. Dạ dạ em xin lỗi chị. Thằng này nữa, mày tự đưa ra vậy? Lý nước thì chị bị uống luôn á, một mày đưa vậy hả? Em xin lỗi anh, em không thấy đường thiệt. Là mày đưa thiệt đúng không? Để em đền tiền cho anh nha. Ờ, nghỉ chưa? Em nghỉ chưa? Có ly nước à? Bình thường, qua đây. Qua đây đi. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Anh mua kia tại vé số. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Có sao không em? Anh làm gì quá đáng quá vậy? Giỡn chút thôi mà. Như vậy mà anh gọi là giỡn hả? Anh thấy mắc cười mà em không biết gì hết, nhìn nó quơ à, chân tay mà không biết được. Mày con nhỏ này chứ mày. Nhìn anh kìa, anh không thấy mắc cười hả? Quơ à, quơ à, con nhỏ đi, mắc cười mà sao anh không cười đi? Con nhỏ chứ mày, con nhỏ khốn nạn đi em, mày đi với tao, mày đâu là con nhỏ khốn nạn đó.